38. Chị, mẹ và chú Tạ sao rồi? Mẹ không sao, chỉ bị dọa sợ chút thôi. Nhưng tai bố bị thương mất rồi, đang khâu mấy mũi. Sao lại như vậy chứ? Yên tâm đi, sau này sẽ không có chuyện như thế nữa. Ngại quá, đây là bạn gái em, Đồng Phi. Chào cô, gọi tôi Thông Nhi được rồi. Chào chị Thông Nhi. Ông xã, tay ông còn đau không? Lúc khâu được tim gây tê rồi, nên không có cảm giác gì đâu. Lần sau ông đừng như vậy nữa. Nguy hiểm quá, người đó cầm dao đấy, đó là hung khí. Lúc nhát dao của cậu ta xông tới, tôi như muốn ngừng thở luôn. Vợ à, tôi đã từng nói có chết gì bà cũng không sợ mà, sao lại sợ dao được chứ? Chuyện qua rồi, không cần nghĩ tới nó nữa. Nhưng việc kinh doanh khách sạn không phải là chuyện đơn giản. Có rất nhiều nhân viên có vấn đề tố chất, sau này phải chú ý hơn. Bố, tai bố không sao chứ? Không sao. Tuấn Kiệt, sau này chuyện của khách sạn, dù là chuyện bé hay chuyện to, cũng phải tự mình lo, đừng để mẹ con lo thêm nữa. Bố yên tâm đi, con sẽ chú ý. Được rồi, đi thôi, không sao rồi. Đây, cảm ơn chị. Thực ra tôi nên xin lỗi cô mới phải. Tuấn Kiệt đưa cô đi ăn tối với bố mẹ thằng bé, mà không ngờ lại khiến cô bị dọa như thế. Đúng là tôi bị cảnh đó dọa sợ rồi. Nhưng mà có Tuấn Kiệt bảo vệ cho tôi, thể hiện được phong thái nam tính của anh ấy. Thực ra tôi luôn muốn hỏi cô một chuyện, thì là cô, rốt cuộc cô có phải bạn gái của Tuấn Kiệt không? Tại sao cô lại hỏi như thế chứ? Thực ra Tuấn Kiệt sắp xếp bữa ăn này là mong bố mẹ cậu ấy có thể làm quà. Nhưng cô yên tâm, tôi hỏi vậy không có ý gì đâu. Thực ra thân phận của tôi thật hay giả không quan trọng. Quan trọng là trải qua việc này, tôi nghĩ bố mẹ Tuấn Kiệt sẽ trở lại tốt đẹp như ban đầu. Quá ra cô cũng biết sao. Tôi không phải người thích vòng vo. Tuấn Kiệt đã kể hết tôi nghe chuyện của nhà chị rồi. Tuấn Kiệt đúng là có lòng rồi. Nhưng tôi vẫn rất tò mò, tại sao cô lại đồng ý phối hợp với cậu ấy chứ? Thực ra tôi cũng bị cảm động bởi tấm lòng hiếu thuận của Tuấn Kiệt. Hơn nữa tôi cũng từng cho rằng chị là một chướng ngại của gia đình họ. Nhưng hôm nay xem ra ngược lại hoàn toàn. Sao cô lại nói vậy chứ? Sự quan tâm của chị với gia đình của họ khiến tôi nhớ lại xuất thân của mình. Tôi từng nghe Tuấn Kiệt nói cô lớn lên ở nước ngoài. Đúng thế, tôi ở nước ngoài từ bé, làm gì cũng một mình hết. Vậy cô và Tuấn Kiệt định thế nào tiếp theo? Chúng tôi còn chưa có gì mà. Nên chuyện hay không chưa ai biết được. Bố, bố tỉnh rồi sao? Nào, để con. Tai bố đỡ hơn chưa? Mẹ con đâu rồi? Mẹ trông bố cả đêm qua. Bây giờ đang ở ngoài ban công phòng khách. Bố định đi đâu? Bố ra xem mẹ con.
Tỉnh rồi sao? Tai còn đau không? Tuấn Kiệt, đã kể tôi nghe chuyện của tên quản lý kia định bẫy bà rồi. Tôi cuối cùng cũng hiểu bà phải chịu đựng những áp lực gì. Chuyện lớn như vậy sao lại không bàn bạc với tôi chứ? Đã qua cả rồi. Lúc đó tôi nghĩ mọi chuyện do tôi mà ra, tôi nên tự chịu trách nhiệm. Với lại ông đang ở Mỹ, tôi đâu thể để ông lo lắng được. Nhã Tú, sau này dù xảy ra bất cứ khó khăn gì, tôi cũng muốn được đối mặt cùng bà. Ông đã làm rồi mà. Hôm qua không có ông cứu tôi, tôi đã nằm trên giường bệnh rồi. Tôi là chồng bà mà, bảo vệ bà là lẽ đương nhiên. Nhã Tú, tôi phải nói cho bà biết việc này. Tôi đã chuyển nhượng hết cổ phần của công ty Mỹ. Đi rồi. Sao ông lại làm vậy chứ? Đó là tâm huyết cả đời của ông mà. Phải. Dạo này tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện. Con người sống trên đời, rốt cuộc kiếm tiền nhiều vậy làm cái gì chứ? Cả một đời tôi bôn ba, đi đi lại lại, chém giết trên thương trường, đúng là đã đạt được những lợi nhuận khổng lồ. Nhưng những thứ mất đi thì sao? Biết bao nhiêu năm qua chúng ta đều ở hai nơi khác biệt, biết bao nhiêu đêm không chợp mắt nổi, tôi chỉ có một mình trong đêm tối. Tôi còn có bao nhiêu mấy mươi năm nữa để hồi giảng đây? Sau này tôi mới hiểu, mất đi gia đình này mới là nỗi tiếc nuối lớn nhất cuộc đời của tôi. Tôi quyết định về lại gia đình, về lại bên bà, cùng bà sống nốt phần đời còn lại. Đó mới là chuyến hành trình cuối cùng của tôi. Ông thật tốt. Tôi sẽ luôn ở bên ông. Như bố mong muốn, Duyệt Qua đã bị bố đạp đổ rồi. Tại sao bố vẫn còn giữ vị trí tổng giám đốc? Tại sao bố chưa trả lại quyền hành cho gia hậu chứ? Chung phóng viên, Lương tổng. Liên tiếp mấy tháng rồi, tôi chưa thấy được tin mà tôi muốn thấy. Chuyện là thế nào đây? Lương tổng, khi anh cung cấp tài liệu cho tôi để tôi đăng tin tiêu cực về Phùng Nhã Tú, nhưng sau khi điều tra, tôi nghĩ mình không cần phải giúp anh làm việc đó. Lúc tôi đưa cô tiền là muốn cô bóc trần tin xấu của vợ chồng Phùng Nhã Tú và sự tồn tại của cô con gái riêng kia. Còn về việc tin tức có giá trị hay không, đó là chuyện của tôi. Tôi đã nói chuyện với Phùng Nhã Tú,
Câu chuyện của cô ấy đã đả động tới tôi. Nếu tôi làm trái lương tâm, đăng một bài báo sai sự thật, thì tôi sẽ thấy hổ thẹn với nghề phóng viên của mình. Phóng viên Chung, lúc cô cầm 100.000 tệ của tôi, sao không thấy cô tôn trọng nghề tới vậy chứ? Lương tổng, tiền anh đưa tôi vẫn chưa động vào đồng nào. Tôi sẽ chuyển trả cho anh ngay. Cô không muốn làm phóng viên nữa sao? Tôi sẽ gọi điện thành toàn cho cô ngay bây giờ. Anh không cần uy hiếp tôi. Làm một phóng viên mà không giữ được đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất, thì tôi cũng không cần làm tiếp nữa. Anh muốn gọi ai thì cứ gọi đi, tôi không quan tâm. Tiểu Đồng, Thanh Sơn, sao anh tới đây? Cùng ăn nhé. Hôm nay em rất bận, em phải đi kiểm hàng từng tầng một. Được rồi. Phải rồi, tiểu đệ nói chỗ cậu ấy có thể tổ chức hôn lễ đó. Tấm lòng của hai anh đối với anh trai của em, anh ấy nhất định sẽ rất cảm động. Nhưng em đã bàn xong với Tuấn Kiệt rồi, anh ấy hứa sẽ dành cho chúng ta một phòng VIP để đãi rượu mừng ở Nhã Tú. Tạ Tuấn Kiệt này sao tự dưng lại tốt với Gia Hậu vậy chứ? Dù sao họ cũng từng là bạn bè mà. Hơn nữa Tuấn Kiệt cũng nợ em một ân tình. Nói chung tổ chức trong phòng cũng tốt hơn tổ chức ngoài trời mà, đúng không? Cũng đúng. Vậy anh đi ăn một mình đây. Được rồi, đi đi. Bye bye, bye bye. Phòng VIP tầng này chỉ có hai mấy phòng, sao hôm nay lại sử dụng nhiều đồ dùng cá nhân vậy chứ? Khách ở phòng 3618 yêu cầu rất nhiều. Cô ấy yêu cầu chúng tôi thay ga giường hai lần, khăn tắm và đồ dưỡng da nữa. Cô ấy chỉ dùng một lần là dứt đi, còn mắc chúng tôi bổ sung ngay. Phải rồi, quan trọng là cấp trên đã dặn dò qua, phải cố gắng phục vụ thật tốt. Phòng 3618, phòng 3618 có gì đặc biệt chứ? Lục quản lý, do cô mới nhậm chức chưa lâu nên không biết. Chủ tịch Lục cũ từng ở phòng này, mỗi lần anh ấy họp muộn đều yêu cầu chúng tôi sắp xếp phòng này để nghỉ. Nhưng giờ lương tổng đang dùng. Vậy người đang ở phòng này là ai vậy? Chính là cô ấy. Alo, Tuấn Kiệt hả? Cậu tới rồi sao? Xin lỗi nhé, tôi vừa có cuộc họp video nên tới trễ một chút. Tôi sẽ qua ngay đây. Bye bye. Chào Lục tổng, Tạ tổng, ngại quá tôi tới muộn, hôm nay khá tắc đường, không sao, mời ngồi. Lục tổng, thư kế hoạch bên cô gửi tới, chúng tôi đã xem kỹ rồi, các yêu cầu đều vô cùng hợp lý. Tập đoàn Nhã Tú chúng tôi vô cùng hân hạnh được hợp tác với phía tập đoàn Hồng Kông của cô. Anh đúng là có tầm nhìn. Hợp tác là một sự gắn kết, quan điểm phải thật đồng nhất. Nhưng việc hợp tác đầu tư của các cô, tôi có chút thắc mắc nhỏ, cần cô giải đáp. Chúng tôi ở Hồng Kông là một công ty đã lên sàn chứng khoán, mọi thứ đều là kinh doanh hợp pháp, vấn đề tài sản luôn rõ ràng, minh bạch. Anh có thắc mắc gì, cứ việc hỏi. Công ty các cô tất nhiên không vấn đề gì, nhưng tôi phát hiện hình như các cô đang hợp tác với một doanh nghiệp nội địa khác, là công ty tài chính Phong Long Chủ Hào. Công ty đó tôi không hiểu cho lắm. Trong kế hoạch của các cô, hình như cũng không có tư liệu tường tận về nó. Vì bối cảnh của Phong Long Chủ Hào vô cùng đặc biệt, ông chủ của nó là một trong 50 tập đoàn tài chính hàng đầu trong nước, làm việc vô cùng khiêm tốn. Nhưng nếu Tạ tổng đã hỏi đến, tôi cũng không ngại giải đáp cho anh. Được.
Ngoài việc này anh còn tò mò gì nữa không? Không có. Các yêu cầu bên cô đề ra đều phù hợp với nhu cầu của đôi bên. Tôi vô cùng hài lòng, cho nên tôi mong có thể mau chóng hợp tác với bên cô, càng nhanh càng tốt. Tất nhiên rồi. Xem ra quan điểm của anh cũng vô cùng độc đáo đấy. Tôi vô cùng ngưỡng mộ điểm này. Nếu đã thế, chắc tôi cũng nên thể hiện chút thành ý. Chúng ta uống một ly chúc mừng nào. Được thôi. Phục vụ. Lục tổng, ngại quá, tôi đi nghe điện thoại. Alo, Tiểu Đồng. Chuyện của anh cô, tôi đã cho người chuẩn bị rồi. Tôi không định hỏi chuyện của anh trai tôi. Tôi muốn hỏi anh đang hợp với ai thế? Tôi đang bàn việc với khách hàng, chắc sắp thành công rồi. Người phụ nữ đó tên Lục Giao đúng không? Sao cô biết? Anh nghe tôi nói người phụ nữ đó có vấn đề. Anh tuyệt đó không được ký hợp đồng đó. Tại sao lại nói như vậy chứ? Vì tôi nhìn thấy người phụ nữ đó từ khách sạn chúng tôi rời đi. Cô ta thuê phòng khách sạn duyệt qua đấy. Chắc chắn có quan hệ không bình thường với Lương Quán Lương. Anh tuyệt đó không được trúng kế. Anh dám chơi xỏ tôi sao? Tôi sẽ cho anh chết không toàn thây. Anh cứ chờ đấy đi. Anh Lương, về rồi sao? Thực ra tôi đã biết Lục Giao đó là tình nhân của bố tôi từ lâu rồi. Nói như vậy, thật sự Tuấn Kiệt đã bị họ dụ vào trong rồi. Nhưng tại sao anh lại quyết định nói tôi biết bí mật này chứ? Vì cuối cùng tôi cũng đã biết chân tướng sự thật sau vụ tai nạn xe của mẹ tôi. Anh không sao chứ? Cảm ơn cô đã giúp tôi hiểu được nhiều chuyện như thế. Nếu không nhờ chú gấu bông đó, có lẽ tôi còn mãi mãi không biết gì. Vậy sau này anh định tính sao? Giờ tôi không có gì cả. Nhiều lúc tôi nghĩ ông trời thật sự không công bằng với tôi. Từ nhỏ tôi đã mất đi tình thương của mẹ, bây giờ lại cắt đứt quan hệ với bố. Anh đừng bi quan như thế. Ít nhất vẫn còn Thông Nhi mà. Thông Nhi sẽ không quan tâm tới tôi đâu. Trong mắt cô ấy, tôi chỉ là một người không quan trọng, chỉ là một người qua đường mà thôi. Người cô ấy mãi mãi không quên được là Gia Hậu. Thông Nhi quá chung tình rồi. Nhưng anh tôi và Tiểu Vi sắp kết hôn rồi. Anh ấy và Thông Nhi thật sự đã hết hy vọng rồi. Vậy sao? Nếu có thể làm lại, tôi hy vọng có thể bỏ được chấp niệm với Thông Nhi. Thực ra làm bạn bè bình thường cũng tốt. Tôi thì nghĩ nếu anh thật lòng yêu Thông Nhi thì đừng từ bỏ. Dù sao phụ nữ có kiên cường tới mấy thì cũng cần một bờ vai để dựa vào mà. Vậy nên anh hãy thử xem, đừng từ bỏ, cố lên. Tại sao lại mời vệ sĩ cho em chứ? Em không muốn bị người ta theo dõi. Có người bảo vệ em, anh mới yên tâm. Anh đang theo dõi em sao? Nghĩ đi đâu vậy chứ? Vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ bay về Hồng Kông. Ngày mai? Phải, tại sao chứ? Hôm nay em và Tuấn Kiệt đã bàn bạc xong rồi. Anh ta rất hài lòng với điều kiện của chúng ta. Việc duy nhất anh ta thắc mắc là bối cảnh của công ty trong nước kia. Vậy thì lạ đó. Lần này cậu ta không thấy tiền là sáng mắt. Cậu ta lại quan tâm tiền đầu tư cho mình từ đâu ra sao. Bây giờ em càng phải theo cậu ta tới cùng. Tự dưng lại đi vào ngày mai sao? Rốt cuộc anh đang sợ cái gì vậy? Giao Giao, nói em nghe vậy. Mấy năm lăn lộn trên thương trường, anh có không ít kẻ thù. Vậy nên em ở đây, anh sợ không an toàn. Người như anh cũng sợ kẻ thù đến tìm sao?
Vậy chắc chắn kẻ thù đó không hề đơn giản. Cũng không phải. Nói chung có những việc em không biết thì sẽ tốt hơn. Anh nói thật cho em biết đi. Có phải con trai của anh không thích chúng ta ở bên nhau, nên anh mới tìm mọi cách đuổi em đi không, Giao Giao? Việc này không hề liên quan gì tới Lương Phong cả. Anh nói thật cho em biết vậy. Gần đây có vài tin đồn, cho nên em ở lại đây không an toàn đâu. Nói cho cùng là anh muốn đuổi em đi. Trong lòng anh nghĩ gì em cũng không biết. Em cũng không muốn biết nữa. Anh yên tâm đi. Đợi xử lý xong việc này, lấy được tiền thuộc về em sẽ đi Mỹ. Giao Giao. Giao Giao. Giao Giao, em giận gì thế? Mấy hôm nay anh cũng đang phiền lòng, nói chuyện không được dễ nghe, đều tại anh, lỗi của anh được không? Không cần xin lỗi em. Em không giận. Việc kinh doanh của chúng ta đang rất tốt, em đã tính xong rồi. Chờ lấy được tiền, em sẽ đi Mỹ sinh con. Sinh con? Em có thai rồi hả? Của ai thế? Lương Quán Lương, sao anh nói được câu vô lương tâm như vậy chứ hả? Em quen anh sắp 3 năm rồi, ngày ngày bôn ba vì anh, sắp xếp số liệu tài vụ cho mấy công ty ma của anh. Em có thời gian lên giường với thằng khác sao? Anh còn dám hỏi đứa bé trong bụng là của ai? Anh sai rồi. Anh cũng đã bảo rồi mà, dạo này anh không được tỉnh táo cho lắm. Anh mà biết chúng mình có con rồi, sao anh để em đi Mỹ một mình được chứ? Việc này sao không nói sớm cho anh biết? Em không muốn chỉ vì đứa trẻ mà kìm chân anh. Anh không quan tâm em, em cần gì phải miễn cưỡng giữ anh lại chứ? Giao Giao, cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em. Lương Quán Lương anh làm quá phu hơn 20 năm rồi, giờ lại có cốt nhục của mình. Em đúng là món quà Thượng Đế tặng cho anh. Em chính là thiên sứ. Em yên tâm, anh nhất định sẽ đối tốt với em. Nhưng anh bảo trên đời này người thân thiết nhất với anh là con trai của anh mà. Tất cả những gì anh làm đều vì nó. Giao Giao, đó là vì trước đây chưa có đứa bé của chúng ta. Hơn nữa giờ nó lớn rồi, không nghe lời của anh nữa. Được rồi, chúng ta không nói chuyện mất hứng này nữa. Anh thề với em, từ nay về sau tất cả những gì anh làm đều vì em và con của chúng ta. Thư quỷ quyền. Quá ra cái này vốn dĩ ở bên trên. Mày thấy thoải mái hơn chưa? Thông Nhi, tôi không đến để làm phiền em đâu. Tôi nói xong sẽ đi ngay. Có ai nói với em chưa? Ngày mai Gia Hạo và Tiểu Vi sẽ kết hôn ở khách sạn Nhã Tú. Việc này hình như không liên quan tới tôi. Là như vậy. Gia Đồng nói với tôi, mai cô ấy không mời quá nhiều khách. Tôi sợ hôn lễ không ngồi hết ghế, nên muốn hỏi em có muốn đi cùng tôi uống rượu mừng của họ hay không. Họ không mời tôi. Tôi không có ý khiến em bẻ mặt. Nếu có thể, tôi thật sự mong em có thể dùng thân phận bạn gái của tôi đến dự tiệc cùng tôi. Nhưng tôi biết bây giờ là chuyện không thể nào rồi. Gia Hạo sắp kết hôn với Tiểu Vi rồi. Tôi chúc phúc cho họ. Em có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.
Hôm nay anh tới còn vì một chuyện khác. Anh đang giữ một món quà vô cùng quan trọng, muốn em trực tiếp giao lại cho gia hậu. Nếu cậu ấy thấy món quà này, sẽ hiểu được tấm lòng của em. Tôi sao? Em muốn xem bên trong là gì không? Gà Hải Nam chính tông bán rẻ đây, giá gốc 61 tệ, chỉ còn 30 tệ một con thôi. Anh chị muốn mua mấy con không? Gà Hải Nam chính tông bán rẻ đây, giá gốc 61 tệ một con, chỉ còn 30 tệ thôi. Bác ơi, gà Hải Nam chính tông vừa tươi vừa ngon đây, bác mua một con nhé. Cúm gia cầm đang nghiêm trọng như thế, ai dám ăn gà chứ? Ăn thịt heo, thịt bò, cũng không ăn gà đâu. Chính tông, Tiểu Vi, đừng rao nữa, dù sao cũng không có ai mua, đừng bán nữa. Chỗ còn lại chúng ta mang qua chỗ tiểu đệ thôi. Chỗ gà này đều bình thường mà. Hơn nữa, anh phải làm vất vả mới xong. Chúng ta đã bán rẻ rồi, sao vẫn không có ai mua chứ? Mọi người đều chú trọng sức khỏe mà. Tin tức đều đưa tin về cúm gia cầm, ai dám mua nữa chứ? Chúng ta không bán được hàng thì cũng không kiếm được tiền. Quán này cũng sắp phải đóng cửa rồi. Dù sao ngày mai chúng ta cũng đãi tiệc mừng, Xuân Hỷ coi như nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày kia cũng nghỉ ngơi một ngày, tuần sau cũng nghỉ ngơi. Liên tục nghỉ bán như vậy cũng không trả được tiền thuê nhà, còn cả tiền điện nước nữa chứ. Không có tiền là gây to rồi. Đừng lo, cô nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng mà. Em tin người tốt sẽ được trời phù hộ. Anh ơi, anh mua vài con không? Tôi có thể bán rẻ cho anh. Tôi mua hết thì sao? Tôi có thể giảm giá cho anh. Năm mươi tệ bốn con, có bán không? 50 tệ sao? Không bán, ít quá lỗ vốn. Thôi vậy gia hậu. Anh à, 50 tệ ba con nhé. Được rồi. Gia hậu, bán cho anh ấy đi. Bán thật sao? Bán đi. Quá ra họ còn chưa đóng cửa. Được rồi, cảm ơn nhé. Sao em lại bán cho anh ấy? Giữ lại cũng hỏng thôi mà. Bán cho anh ấy còn hơn là giữ lại. 50 tệ ba con, em cũng hối hận mà. Anh ta lại chèn ép giá thấp tới như vậy. Bán cũng bán rồi, có 50 tệ cũng tốt. Đổi cách nghĩ khác vậy, chỗ gà đó chúng ta cũng không ăn hết, không bán cũng lãng phí. Cũng đúng mà, không kiếm được tiền nhưng kiếm được sự nhàn hạ. Chúng ta có thể đóng cửa sớm về nhà rồi. Cô giáo của em cũng nói rồi, vợ chồng đồng lòng, mọi chuyện suôn sẻ. Phải đó, được cùng bán gà với em cũng là một chuyện vui vẻ mà. Em không nên buồn nữa, ngày mai em được gả cho anh rồi. Đây là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Ngày mai chúng ta kết hôn rồi. Được rồi, kết hôn rồi, mau dọn đồ thôi. Nào cầm lấy. Được, đi thôi, đừng quên dọn túi bóng. Thông Nhi,
Anh đưa em tới cửa quán rồi, em cũng thấy gia hậu rồi. Sao em không đưa tập tài liệu này cho cậu ấy chứ? Nếu anh nghĩ tập tài liệu này rất quan trọng với gia hậu, thì tại sao không tận tay đưa cho anh ấy? Ít nhất cũng chứng minh được anh đang đứng về phía anh ấy. Giữa bọn anh có quá nhiều hiểu lầm. Anh lúc này không muốn giải thích gì với cậu ấy cả. Em có thể đưa tập tài liệu này coi như quà cưới tặng cho cậu ấy. Nhưng anh nghĩ giờ em xuất hiện trước mặt gia hậu là hợp lý sao? Em không muốn người khác hiểu lầm em, còn tưởng em muốn cướp anh ấy về. Em và gia hậu đã không còn tình cảm rồi. Dù em có làm bất cứ việc gì cũng không sao nữa. Em rõ ràng không quên được cậu ấy. Em không cần giấu giếm trước mặt anh. Thông Nhi, trên đời này người có thể hiểu tâm trạng em nhất chính là anh. Anh đang thấy bất bình thay em. Anh làm những việc này không phải để chứng minh anh vĩ đại tới nhường nào. Em là người phụ nữ duy nhất anh yêu trên đời này. Anh không muốn nửa đời sau em phải sống trong hồi ức đau khổ. Cầm lấy. Nếu thật sự yêu một người, hãy để người đó có được hạnh phúc mà mình muốn. Khi anh biết mình không thể cho em niềm hạnh phúc đó, anh bằng lòng từ bỏ để em theo đuổi tình yêu mà em muốn. Ngày mai em được gả cho anh rồi. Đây là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Ngày mai chúng ta kết hôn rồi. Nếu thật sự yêu một người, hãy để người đó có được hạnh phúc mà mình muốn. Khi anh biết mình không thể cho em niềm hạnh phúc đó, anh bằng lòng từ bỏ để em theo đuổi tình yêu mà em muốn. Sao vậy? Ra đây làm gì? Em muốn ra ngoài hóng gió một lát. Đi hóng gió mà không hẹn anh. Anh cũng muốn đi hóng gió cùng em mà. Chúng ta sắp đãi tiệc rồi. Có việc này em vẫn chưa nói cho anh biết. Việc gì thế? Anh đã dứt cái này lúc trước rồi mà. Sao vẫn còn ở đây? Hôm đó anh dứt nó ngay trước mặt em. Thật sự em rất cảm động. Nhưng sao em nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định tìm nó về. Không phải em nói em không thích Lâm Thông Nhi có chiếc vòng giống hệt em sao? Chiếc vòng này đối với em có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cảm giác cảm động khi ấy đến giờ em vẫn còn nhớ. Sau đó anh về Trung Quốc, mỗi lần em nhớ anh đều sẽ ngắm nhìn nó.
giống như anh vẫn đang ở đây bên cạnh em vậy. Vì em biết nó đã cùng anh trải qua mọi giông bão của cuộc đời này khi anh không có gì cả. Anh đã tặng nó cho em. Chiếc vòng này với chiếc vòng của Lâm Thông Ly có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cho nên em chấp nhận quá khứ của anh rồi sao? Vậy anh có muốn tặng lại cho em lần nữa không? Nào, Gia Hậu, chúng ta mãi mãi phải bên nhau nhé. Giống như chiếc vòng này vậy. Ông chủ Ngô. Ông chủ, sao sáng sớm đã qua đây rồi? Ngồi xuống đi. Ngồi đi. Uống trà nhé. Không cần, đừng khách sáo. Hôm nay quán chúng tôi đóng cửa. Hơn nữa tối nay tôi và Tử Vi có tổ chức tiệc mừng. Vậy nên chúng tôi định mời anh và các anh em ở đây tối nay đến uống rượu mừng. Đầu óc tôi thật là... Tử Vi có nói qua trong điện thoại rồi, suýt thì quên mất. Chúc mừng cô cậu nhé. Cảm ơn anh. Đầu bạc răng long nhé. Cảm ơn anh. Ông chủ, nếu anh không bận thì nhất định phải tới nhé. Giờ thì bận rộn gì được. Cô cậu cũng biết mà, dạo này cúm gia cầm đang nghiêm trọng, khiến cho trại gà của tôi lần lượt bị giết hết. Trại gà không có gà thì chúng tôi còn bận cái gì được nữa chứ. Thôi, hôm nay là ngày vui của cô cậu, chúng ta không bàn luận chuyện này nữa. Ông chủ Ngô, đây là tiền chốt sổ nửa tháng này của chúng tôi, gửi anh. Lần này quán cơm cũng phải chịu ảnh hưởng không ít. Bây giờ lại chuẩn bị tổ chức tiệc rượu, đang lúc cần tiền mà. Chỗ tiền này tôi cũng chưa cần dùng gấp. Anh đừng vội, cần trả thì vẫn phải trả. Mọi người đều có nỗi khổ riêng mà. Anh mau cầm đi. Phải đó, anh luôn tin tưởng chúng tôi như thế, cho chúng tôi đến cuối tháng mới thanh toán. Đúng đó, bây giờ tuy quán tạm đóng cửa, nhưng cũng đâu thể không biết ngại mà khất tiền của anh chứ. Người trọng chữ tín như vậy chắc chắn sẽ thành công. Tôi cảm ơn cô cậu nhé. Cũng chúc phúc cho cô cậu. Làm ăn gặp khó khăn là chuyện thường. Cô cậu còn trẻ mà. Quán cơm gà đóng cửa thì vẫn làm việc khác được. Phải rồi, cô cậu định tiếp theo làm thế nào? Vừa nãy ông chủ Ngô nói cũng đúng. Chúng ta nên tính toán xem tiếp theo phải làm sao. Nhưng chúng ta ngoài bán cơm gà Hải Nam thì còn làm gì được nữa đây chứ? Bây giờ không bán được cơm gà nữa, nhưng chúng ta có thể bán đồ ăn giặt khác mà. Mấy loại đồ Nam Dương như cà ri cua, tiền vốn sẽ khá lớn, mà thực khách ở đây cũng chưa chắc đã thích ăn. Nếu chúng ta mở quán ăn phổ biến thì chưa chắc đã cạnh tranh được với các quán ăn lâu đời. Lúc đó em ký hợp đồng thuê nhà một năm rồi, trả tiền thuê nửa năm rồi. Nếu chúng ta không tìm được cách kinh doanh khác thì sợ rằng phải trả mặt bằng sớm thôi. Không phải lo nhiều vậy. Mẹ nuôi cũng đã nói rồi, đại nạn không chết, hưởng không hết phúc. Hơn nữa anh còn có một trợ lý tài giỏi giúp đỡ mình mà. Anh cần gì phải lo như thế chứ? Tự tin vậy sao? Dĩ nhiên, vợ chồng đồng lòng, mọi chuyện suôn sẻ. Anh tin sân khấu của mình sẽ không phải chỉ là một quán ăn nhỏ bé như thế đâu. Ý anh là anh vẫn sẽ tiếp quản sản nghiệp của cha mẹ sao? Anh nghĩ bây giờ chỉ là một thử thách thôi. Chờ khi nào anh giành lại được quyền quản lý, anh nghĩ chúng ta không cần phải lo nhiều như thế nữa. Vậy sao? Sao thế?
Không có gì. Em còn lo chuyện gì sao? Gia Hậu, anh có thể đừng tranh chấp gia sản gì đó nữa được không? Tại sao chứ? Trong chung